thí sinh U50 vừa biết điểm thi tốt nghiệp nhưng không hài lòng với điểm môn lịch sử, có ý định phúc khảo. Ông hiện đang làm tài xế, nếu đỗ đại học sẽ sắp xếp lại công việc để theo đuổi đam mê. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thí sinh NTT, 48 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, gây chú ý bởi tinh thần học tập đáng nể và ước mơ học ngành bảo tàng. Trong kỳ thi lần này, ông T dự thi 3 môn, điểm môn ngữ văn là 5,25 điểm, môn lịch sử 7,25 điểm và môn địa lý 7 điểm. Khi biết điểm, ông T cảm thấy buồn vì điểm môn lịch sử không như mong muốn. Đây là môn thi ông cảm thấy tự tin nhất, môn địa lý khiến ông gặp rất nhiều khó khăn. Không thể xem atlas vì chữ quá nhỏ thì điểm lại cao hơn so với dự định. Ông Tê khẳng định, tôi đã làm thủ tục xin phúc khảo lại. Ở môn thi này tôi làm bài thi rất kỹ, dự đoán sẽ đạt từ 8 điểm trở lên. Ông cũng cho biết mục đích chính của việc học là muốn làm gương cho con, để các con hiểu rằng việc học là không giới hạn. Hiện ông đang làm tài xế. Nếu đậu đại học, ông Tê sẽ sắp xếp lại công việc, ưu tiên việc học lên hàng đầu.